Nhóm thôn nữ miền Tây xin mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì con đang có mặt tại nhà của chị Hai Tắm cô chú ơi. Ngày hôm nay thì rất là vui luôn khi mà tiếp tục nhận được một cái sự yêu thương nữa đến từ mạnh thường quân, đó là anh chị Dô Trinh gửi cho cái quỹ cất nhà của anh chị. Hôm nay thì con sẽ đến đây để mà tiếp tục thông báo cái tin vui này cho gia đình. Bây giờ thì con mời cô chú chị các bạn cùng con vào trong nhà nha. Dạ, con chào chú. À, chào chị mới tới. Chào cô. Chào cô. Chào cô. Trời ơi, thấy rồi, thấy rồi. Thấy rồi. Cảm ơn cô nha. Giỏi quá. Nhìn lấy này con. Vui chưa? Hỏi cô đàng hoàng. Cái này cho con. Cảm ơn cô. Bánh hôm trước tụi con ăn hết chưa? Dạ, con hết rồi, nói thôi. Ăn hết rồi. Hết rồi, bánh ngon không? Bánh ngon. Con phải ở ti lắm, mẹ không có tiền. Cái này người ta ăn một số thôi, không ăn ăn bánh dầu á. Dạ con muốn ăn bánh dầu, con ăn hết luôn. Ăn hết luôn rồi, giỏi quá. Dạ con phải ở ti này không có ăn bánh dầu đâu, con muốn không phải ở ti này rồi. Cho con nói chuyện thôi. Nay chú ở nhà không có công trình hả chú? Mới làm ở nhà chú kia rồi mới nghỉ. Dạ, cỡ này chú có làm đâu nữa không? Không, bây giờ thì thất nghiệp. Vậy là bữa giờ là cũng không có công việc gì làm hết. Dạ. Dạ. Hôm nay là anh đi làm vậy hả chú? Dạ, bữa nay em đi làm. Hôm nay em vô ca. Vô ca. Ngày nghỉ ngày. Vậy là xoay ca 24? Dạ, 24 tiếng đây tới Tết nó không có hàng, không làm có ngày. Không cho làm ca đi. Bình thường mà đi làm ca đêm đó là mình có được tính thêm cái phí tăng ca hay sao không? Dạ, làm ca đêm thì được 200 mấy, 300, còn không làm ca đêm được 120, 130 tới chiều 5 giờ về. Vậy là sáng đi tới chiều 5 giờ về. Dạ. Nay thì sức khỏe của bé nó ổn chưa chị? Dạ, nó khò khè với ho nhiều với ẩm nữa chị. Rồi hôm giờ là cũng để nhà uống thuốc vậy thôi. Dạ, chứ mình cũng không có chi phí vô bệnh viện thì khám nhập viện là phải đóng một chút tiền cho người ta chị. Mình tạm ứng gì á, mình không có tiền ở nhà. Thấy bé nó có đỡ không chị? Em thấy nó khò khè. Dạ, nhiều quá kìa. Nó khò khè dữ lắm. Mới nằm viện cả 10 ngày mới về đó. Sao mà chị mà sao nó không hết nổi. Khò khè rồi nó thở khó. Có hay bị ho hay là sổ mũi gì không chị? Dạ, sổ mũi dữ lắm chị. Sổ mũi rồi ho rồi khò khè rồi ọc. Cho nó uống sữa vô là chút xíu rồi nó ọc. Cái đó mình có đi ra ngoài tiệm thuốc tây mình hỏi thử là có cái thuốc gì để mà hỗ trợ tiêu hóa cho bé để dạ, cho bé nó đỡ không? Khỏe thuốc thổi mà uống vô cũng gì vàng gì. Ừ, không đỡ luôn. Dạ, không có đỡ. Nhập viện ngoài giờ mới về bữa đó cô xuống. Dạ. Là nó mới về bữa đó. Nhập viện người ta chuyện kháng sinh nữa. Đặng tống cái đàm dạ. Bây giờ là bác sĩ có chỉ mình rửa mũi cho bé thôi không chị? Dạ có, đưa cho mình xe nước mũi, ngày nào cũng rửa rồi hút mũi mà hút ngày nào cũng đã ấm hết trơn. Cái cây này à, hút mũi nhiều lắm, mũi nó nhiều lắm. Giờ này nó còn nghẹt lắm. Bệnh mà ảnh cũng dễ quá ha. Dạ, dễ lắm, con không bệnh còn dễ nữa. Bệnh khó, nó khò khè quá, nó khó thở. Nha. Hôm nay thì con đến đây để mà tiếp tục thông báo với gia đình của mình cái số tiền quỹ góp nhà góp vào để mà cất nhà chú. Thì ngày hôm nay rất là may mắn luôn khi mà tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đến từ mạnh thường quân, đó là anh chị Dô Trinh. Anh chị gửi cái số tiền đó là 100 đô, tương ứng với lại là 2.300.000 đồng để mà gửi vào quỹ. Thì cái số tiền trong quỹ hiện tại lên đến là 76.300.000 đồng rồi, chỉ còn thiếu lại là 31.170.000 nữa thôi là mình đủ cái số tiền 108 triệu để mà mình xây dựng căn nhà. Thì con cũng xin phép là được nhắc lại cho cô chú anh chị các bạn được biết về cái phần diện tích cũng như là quy cách cất nhà, đó là cái miếng đất thì mình sẽ sử dụng cái diện tích là 48 để mà mình làm một cái căn nhà. Nhà thì là nhà tiền chế, mình sẽ lợp làm cái sàn lót gạch giống như thế này, xong rồi mình sẽ dựng cột kẽm rồi lập tôn lên. Anh Nhật sẽ làm luôn cả phần la phong cũng như là đi đường điện cho gia đình để mà mình có thể tiện hơn trong cái quá trình sử dụng điện cũng như là mát mẻ trong những cái hôm mà nắng nóng gì có la phong. Dạ.
Không biết là giờ chú với lại chị có thể cho em đi ra ngoài chỗ cái miếng đất để mà xem được không? Tại vì hôm giờ thì em cũng chưa được ra đó hết. Sau này nếu như mà mình cất nhà chị là mình vẫn đi cái đường bên hông này hả? Dạ, vẫn đi đường bên hông này. Nữa có mẹ tao về thì cha gào rồi đó lại. Cái diện tích này là mình đủ với lại cái diện tích mình ước tính luôn mấy mét từ cái trụ đó trở lên đây nè. Hồi bữa hổm chủ nhật cũng đo là tới đây à. 8 mét lên tới đây. 8 mét lên tới đây. Cái này cái sân. Dạ, vậy là có được cái khoảng này để làm một cái khoảng sân. Dạ. Mình có tận dụng để xe hoặc là cho mấy bé có chỗ chơi cũng được ha. Dạ. Còn bề ngang thì mình có giáp hết luôn cái khu này không chú? Bề ngang này tới 5 mét. Bề ngang 5 mét. Bên kia đường đi. Vậy là mình vừa là 1 mét ở phía bên kia đường đi. Dạ. Là mình làm sát ở bên đây luôn. Dạ, đúng là làm bên đây có hàng gạo luôn á. Dạ. Bên đây không thấy nữa một công mình gạo. Nhà tắm, nhà vệ sinh là mình cất luôn ở trong nhà đúng không chú? Dạ dạ. Ở đây con thấy có cái gốc cây này rồi nữa, khi mà mình làm thì mình phải đốn hay sao dạ, chú? Dạ, sửa sang bữa hổm đốn hết gốc rồi đó, nữa mình đốn luôn. Chỗ bên đây cũng có cây chú nữa. Chú bên kia ông đốn, nấu thuốc nào mà cũng uống. Tắt của mình tới phía sau đó là hết rồi chú hả? Tới dưới mé đó đó. Dạ. Này tới còn đây tới 15-16 phút. Thôi mình cắt gọn ở trên này cho nó đỡ tốn gạch. Dạ. Thấy. Hồi trước đó là mấy dạ. Mẹ con cũng như là vợ chồng là che chỗ này rồi mình ở đây luôn hả chị? Dạ. Nấu cơm ăn uống rồi tối thì vô ngủ trong nhà. Hôm nay thì em cũng rất là vui khi mà được đến đây để mà thông báo với gia đình cũng như là với chú về cái tin mừng này. Thì một lần nữa con xin phép được cảm ơn lại những cái vị mạnh thường quân đã đóng góp cũng như là hỗ trợ đến cho hoàn cảnh gia đình của chị Hai Tấm để mà góp cho các quỹ cất nhà. Đầu tiên đó là chị Linh Nguyễn, tiếp theo là chú Đạt Dương và ngày hôm nay là anh chị Sô Trinh. Một lần nữa thì xin cảm ơn ba vị mạnh thường quân vì đã có tấm lòng hảo tâm muốn giúp đỡ gia đình chị Tấm vượt qua những cái khó khăn của hiện tại. Kính chúc cho các vị mạnh thường quân sẽ được nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống nha. Hy vọng thì mấy chị em sẽ sớm đến để mà thông báo tin vui cho gia đình chị Tấm một ngày không xa. Con cảm ơn mấy chú, mấy cô đã giúp đỡ cho gia đình con vượt qua khó khăn này. Con chúc mấy cô, mấy chú được thật nhiều sức khỏe. Chú gửi ra lời. Cảm ơn mấy chú, mấy cô đã giúp cho con của con vượt qua khó khăn. Con cũng mang ơn mấy chú. Chúc cho mấy chú mấy cô vừa dào sức khỏe.